Chào Ba Phi, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết năm Kỷ Hợi 2019 nha các bạn. Nay là mình chuẩn bị qua bên Tân Phú Đông, nhà chị hai mình chuẩn bị cùng mấy anh chị em bên đây là đi chùa Linh Bủ kế bên các bạn. Rồi bây giờ mình cùng mấy anh chị em đi qua chùa nha các bạn. Quanh lại chào các bạn cái đốt đi chùa nè. Đây là các bạn mai mùng 1 đi chùa cầu an. Đây là trúc chỉ của anh Linh nha các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thằng bé vô cho chết điện nha các bạn.